Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9.99 đồng cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hành 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. SBTN sẽ tổ chức cuộc tham khảo ý kiến khán giả về những chương trình truyền hình của SBTN. Mục đích tham khảo ý kiến hầu giúp cho chương trình được phong phú, đáp ứng nhu cầu người xem. Để tham gia chương trình tham khảo ý kiến, quý vị có thể vào trang nhà để điền đơn tham khảo tại www.sbtn.tv hoặc có thể gọi 714-636-1121, 714-636-1121 để được hướng dẫn. Tất cả khán giả tham gia cuộc tham khảo ý kiến sẽ có cơ hội trúng thưởng dài nhất một hộp yến 250g, một nồi chưng yến và 6 hộp dưỡng da yến trị giá 1.000 Mỹ Kim, dài nhì 3 hộp yến Instant, 3 hộp dưỡng da yến trị giá 500 Mỹ Kim, dài 3, 2 hộp yến Instant và một dưỡng da yến trị giá 300 Mỹ Kim, 10 giải an ủi, mỗi giải một hộp yến Instant và một dưỡng da yến trị giá 170 Mỹ Kim. Giải thưởng được bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Then Lê Yến. Then Lê Yến là nơi đáng tin cậy. Trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình Xoáy Tim với Đội Dũng và Mai Phi Long. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi xin nhắc quý vị là chủ nhật này, ngày 12 tháng 9, SBTN phối hợp với quỹ Bên Em Có Ta và cùng làm việc với cộng đồng Afghanistan tổ chức chương trình gây quỹ cho những người tị nạn Afghanistan đang bước vào Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, 46 năm trước, người tị nạn Việt Nam chúng ta được rất nhiều người dân Hoa Kỳ mở cửa đón chúng ta, thì bây giờ chúng ta cũng làm hành động này với những người Afghanistan sắp đến. Và chương trình này đặc biệt có sự tham dự của các ca nhạc sĩ Việt Nam và ca nhạc sĩ người Afghanistan. Và chương trình sẽ được phát trực tiếp trên đài truyền hình SBTN, trên hệ thống SBTN Go, trên Nam Radio và trên hai kênh YouTube và YouTube của đài SBTN. Chúng tôi xin mời quý vị ủng hộ với SBTN cho chương trình mà giúp cho người tị nạn Afghanistan. Thì đó là điều chúng tôi muốn thông báo cho quý vị. Bắt đầu với chương trình Xoáy Tim. Thưa quý khán thính giả ở tại miền Nam California, xin lỗi quý vị, ở tại tiểu bang California. Cuộc bầu cử bãi nhiệm sắp đến. Những cái lá phiếu đã được gửi đi ra từ rất lâu. Và trong cái chuyện này thì thưa quý vị, cái cuộc mà bầu cử bãi nhiệm này, kết quả cuộc bầu cử này ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình chính trị của Hoa Kỳ, nếu không muốn nói là của thế giới. Và đương nhiên chúng ta nói cái gần nhất là ảnh hưởng rất nhiều đến với chính phủ Joe Biden, là cũng người cùng thuộc đảng Dân Chủ với ông Newsom. Và trong cái chuyện này có nhiều khía cạnh mà chúng ta cần xem sâu hơn vào cái vấn đề bầu cử bãi nhiệm ở tại California. Đó là chủ đề ngày hôm nay anh em chúng tôi gửi đến quý vị. Xin chào Đội Dũng. Chào anh Mai Phi Long, kính chào khán giả SBTN. Thưa quý vị biết là cuộc bầu cử bãi nhiệm có thể nói là hot nhất trên thế giới này. Trên thế giới luôn nha. Vì sao tôi nói trên thế giới là bởi vì ngày hôm nay bà Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ có mặt tại California để vận động cho ông Gavin Newsom. Đáng lý bà có mặt tuần trước, nhưng mà trên đường từ Việt Nam về tới Hawaii xảy ra cái chuyện là 13 binh sĩ Mỹ bị thiệt mạng bên Kabul. Thành ra bà phải bỏ, không dám đến California để vận động, nó phải bay về Washington DC liền. Thì hôm nay bà tái xuất hiện tại tiểu bang California để vận động chống Newsom. Đầu tuần tới, theo dự trù Tòa Cốc cho biết là Tổng thống Joe Biden cũng đến đây để vận động chống gặp Newsom, để cho thấy là cái này nó quan trọng như nào. Và trước đây trên chương trình này chúng tôi đã phân tích quý vị cái ảnh hưởng chính trị nó có thể xảy ra nếu ông Gavin Newsom thua như thế nào, thay đổi cái gọi là cán cân quyền lực ở tại thượng viện, và nếu thay đổi thượng viện nó có thể thay đổi thế giới. Thế thì bây giờ trong cái cuộc bầu cử này đó, thưa quý vị, bầu cử bãi nhiệm này đó, ông Newsom thành công hay không, nó sẽ là một cái bước thử, một cái phép thử cho ông Joe Biden. Bởi vì sao? Tiểu bang California là tiểu bang lớn nhất của nước Mỹ, đông dân nhất nước Mỹ.
và là tiểu bang mà bỏ phiếu cho ông Biden và bà Kamala Harris nhiều nhất. Nó quá quan trọng để ông Biden, dù đang gặp nhiều khủng hoảng ở nước Mỹ cũng trên thế giới, không thể không đến được. Vì lý do chúng tôi đã trình bày trước đây trên chương trình này, đúng không? Nếu ông Gavin Newsom thua là coi như quyền lực của ông Biden ở tại DC có thể là giảm một nửa. Đó, thành ra là nó sẽ ảnh hưởng đến các cái chương trình nghị sự của ông v.v. Đó là lý do tại sao mà ông phải đi. Mặc dù trong những ngày qua sẽ có những cái thăm dò dư luận cho thấy là ông Newsom đang có lợi thế. Cái mà gọi là thăm dò mới nhất vào cuối tháng 8 của Viện Nghiên cứu Chính sách California cho thấy là 58% cử tri California sẽ bỏ phiếu chống bãi nhiệm so với 39% ủng hộ bãi nhiệm. Có nghĩa là ông Newsom là đang có lợi thế khoảng 9%, thì trong những thăm dò dư luận nó sẽ phải sai biệt khoảng 3-4%, đó. Một con số khá là nhỏ, đó. Đó là lý do tại sao mà ông Biden cũng như bà Kamala Harris không thể bỏ chuyện này. Bà Kamala Harris, ông Biden thì có như đảng Dân Chủ không kể. Riêng bà Kamala Harris thì có một sự gọi là ảnh hưởng rất lớn ở tại California, đặc biệt là vùng Bay Area phía Bắc California, bởi bà từng làm gì? Chánh địa lý ở tại Oakland County là cái vùng cũng là cấp tiến luôn, nó đối diện với San Francisco ở vùng Bay Area. Rồi sau đó bà làm chánh địa lý ở tại thành phố San Francisco vào cái lúc mà ông Gavin Newsom làm thị trưởng. Rồi sau đó bà làm nghĩa là bộ trưởng tư pháp của California trong lúc ông Gavin Newsom làm phó thống đốc. Thành ra nó có những cái sự tương tác liên quan với nhau, thành ra bà Kamala sẽ phải đến vận động. Và cái thăm dò mới nhất vừa rồi cũng cho thấy rằng là cái số cử tri nữ của California là 66% ủng hộ với ông Biden, ông Newsom trở lại, ở lại 66%. Và trong cái thăm dò dư luận đó luôn, cũng của Viện Chính sách Công của California luôn, cho thấy là 62% phụ nữ của California ủng hộ công việc làm của ông Newsom hiện nay, trong khi chỉ có 43% nam giới ủng hộ thôi. Và trong cái số mà đi bầu đó thì đa số nam giới là trên 50%, 53% muốn ông Newsom biết. Còn 66% phụ nữ thì muốn ông Newsom ở lại. Vì sao? Nó có những cái chuyện như vậy. Bởi vì nó có những cái chính sách mà ông Newsom làm nó liên quan trực tiếp đến phụ nữ. Cộng với yếu tố là gì anh biết không? Bình dịch. Không phải. Ông đẹp trai cũng cỡ ông Mai Phi Long. Yếu tố là khó nha, khó nha. Có gì thế không? Ông thống đốc rất đẹp trai, giống như tài tử Sine đó. À, thì anh thấy ông này với Justin Trudeau, thủ tướng của Canada. Canada, thấy không? Nhìn là hấp dẫn đó, nhưng mà cái đó là chỉ yếu tố phụ thôi. Mà trở lại vấn đề của phụ nữ, tại sao mà phụ nữ họ lại ủng hộ ông này, xin lòng. Tôi bỏ ra cái yếu tố đẹp trai được không? Để bỏ yếu tố đẹp trai, tôi nói yếu tố đẹp trai rồi. Bây giờ còn những gì về liên quan chính sách, liên quan chính sách, tại sao họ có những ủng hộ này? Trong cái chuyện này, thưa quý vị, các nữ cử tri nữ giới của California thì chúng ta biết rằng là đối với người phụ nữ, những vấn đề quan trọng trong cuộc đời là vấn đề an sinh. Và cái chuyện mà an sinh mà quan trọng nhất trong lúc này lại là chuyện COVID-19. Và chuyện COVID-19 là cái nguyên ủy mà người ta đưa ra để mà đòi bãi nhiệm ông Gavin Newsom. Nhưng mà đối với người phụ nữ thì cái chuyện COVID-19, những cái chính sách mà gọi là để mà ngăn ngừa bệnh dịch thì lại là cái điều mà người phụ nữ quan tâm. Và người phụ nữ thì xem cái chuyện chống dịch COVID-19 lại là cái chuyện quan trọng hơn rất nhiều so với nam giới. Thì và trong cái theo cái truyền thống thì từ trước đến nay các chủ đề mà đảng Dân Chủ đưa ra, những chủ đề về chính trị thì đều gần gũi với cái tình cảm của người phụ nữ. Thí dụ như là cái quyền sinh sản, chăm sóc y tế, bảo hiểm, giáo dục, toàn là những cái chủ đề mà người phụ nữ đều cảm thấy mình bị gắn chặt với các tiêu chuẩn này. Thì đương nhiên các người phụ nữ họ cảm thấy là những gì mà bên ông Gavin Newsom đưa ra trong cái chuyện này là những cái chủ đề mà quan tâm trực tiếp đến với ngay cuộc đời của họ. Cho nên phần lớn các
cuộc thăm dò chúng ta có thể dễ dàng hiểu là tại sao người phụ nữ ủng hộ cho ông Newsom. Và cái điều quan trọng nữa là cử tri phụ nữ lại đông hơn nam giới. Đó là một cái khía cạnh mà trong các cuộc thăm dò người ta thấy mới đây nhất là 58% người dân California phản đối bãi nhiệm, chỉ có 39% ủng hộ, một cái khoảng cách lên tới khá xa, tới gần là từ 58-39 là khoảng chừng 19% cách biệt. Thì thưa quý vị, cái chuyện mà ông Newsom có bị rớt trong cái vòng bãi nhiệm này cũng là một cái chuyện khó, nhưng mà đương nhiên không phải là dễ dàng mà chiến thắng. Nếu các cử tri mà ủng hộ cho ông Newsom không đi ra bầu cử thì ông được rớt vào thế kẹt. Và ngoài ra còn nhiều cái câu chuyện khác liên quan đến cái việc bầu cử bãi nhiệm ở tại California nữa. Những việc đó là việc gì? Xin quý vị tiếp tục xem tầng SBTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin vậy.